Tại vì hồi đó mình mong muốn là làm hiệu sĩ đường phố các bạn, cho nên những kỹ năng này mình chủ động mình học rất là nhiều. Chết mẹ không, lên lời giác bộ qua đi anh. Hello các bạn, bây giờ mình sẽ chở media của mình. Đây là anh media của mình đi mua laptop bệnh nhân. Thật ra video này cũng không có gì thú vị, nhưng mà có một cái mà muốn chia sẻ với các bạn, đó là cái cách chọn máy để mà làm video YouTube á. Mình nghĩ là chắc các bạn cũng sẽ quan tâm ha, nên là mình quay luôn. Nói vợ đúng không? Tôi không muốn bị đánh ghen đâu á, tôi cho anh biết. Rụng nó chạy ra ngoài kìa. Em ẩm con rụng lên là được rồi. Cái con su này sao? Thằng con đủ rồi, giờ tới con nhỏ này nữa. Sao? 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 Tôi khổ ghê luôn á. Người ta chọn cái máy đó đúng không? Cha mày á, mua cái máy này về á thì anh sẽ làm nhanh hơn. Em nhận xuống ngoài thêm cho anh làm. Chúng ta sẽ kiếm team nào mà bây giờ kiếm không quen kiếm vốn á. Lên mạng á thì mới vừa đăng lên xíu rồi mới ghi nhận vô làm hết trơn. Đâu kịp. Em có rất là nhiều ý tưởng cho media, nhưng mà anh phải cứng cái đó. Anh chưa cứng mà. Khi nào mà anh làm được video của em á, lúc đó là anh làm được video của người khác rồi. Làm nhiều mới có kinh nghiệm mà. Không phải làm nhiều, mà anh phải có nhiều góc nhìn về cái video đó thì mới được. Từ từ đi, em sẽ chỉ anh từ từ. Bây giờ chưa. Thì làm cứ làm ở đâu rồi em chỉ anh tới đó. Đúng rồi, thì chỉ nhiều quên mất tiêu rồi. Nhân laptop bảo hành chọn đề. Ra luôn rồi. Ghê thì nghe bảo hành chọn đời sống không? Tết đẹp đi luôn nè. Bảo hành chọn đời mới chịu. Để mở cho. Hello, ủa có nhận nhà không? Có anh. Tụi em được không? Hả? Tụi em được không? Được. Ok. Anh lên RAM cho cái máy. Dạ, cho em một máy. Anh lên RAM bao nhiêu GB vậy? 32. Hiện tại máy mình bao nhiêu GB vậy? 16. 16. Đấy. Như là anh mua cái máy y chang vậy nữa. Dạ. Có mà cũng lâu rồi. Bảo chú á. Thấy mặt hình lớn. Giờ muốn còn tốt hơn vậy có không? Tốt hơn hả? Có anh, em có bên em có về mẫu 5520. Là anh coi thử nha. Dạ, vừa làm ấy cho trợ lý cấp cao rồi, bữa nay cho đây gì? Media. Nếu mà làm video YouTube em thì chỉ có con này làm tốt nhất thôi. Cái con này nó mạnh lắm. Còn như bây giờ em xây dựng xài 418. Còn ô tô. Thì anh bán cho mấy mấy cái mà đơn vị mà nó làm media, mấy cái công ty media luôn á, là nó lấy hầu như là mấy con này nè. Mà hay di chuyển thì sẽ lấy 418. Nhưng 48. Mà nó sẽ lên gam 32 hết. Để nó render. Ngoài render mình cần RAM á anh. Máy mình đi, mình xài đó, mình cái thói quen xấu mình hay cái kiểu mà máy đang xài này. Cái mình có biển cái máy đang xài ấp lạnh. Thì khi mà mình di chuyển máy thì nó sẽ nghĩ là khi mình ấy lại vậy đó, máy nó chưa có tắt nhưng mà nó đang ở chế độ ngủ. Thì khi mình di chuyển thì cái màn hình nó mở ra mới vô thì nó nghĩ là mình mở tắt mở tắt mở tắt. Thì hầu nó sẽ chậm. Ồ. Trời. Em y chang luôn á. Ồ giờ có cách nào không anh? Ở đây các bạn qua mua laptop, các bạn đọc mã xem vlog sẽ được tặng một chai Steam. Dù các bạn có mua máy hay không mua máy thì vẫn được tặng một chai Steam nha. Cũng như mấy lần trước anh nói đó. Các bạn mà mật khẩu SEO vlog là mua máy anh giảm 300. Bao nhiêu? Giảm 300. Ủa 300 lần hả? Dịch vụ miễn phí. Cài đặt vệ sinh làm miễn phí. Không em cũng đang đi thu thập mấy cái mã dành cho người xem. Như bên linh kiện store đó là cứ nhập vô là xì, nhập vô mua gì cho anh chịu là giảm chanh. Ok chưa? Rồi em tháo ốc ra hết rồi, không còn con nào giống đâu. Đây nè, em rớt em không chịu luôn nha. Mấy con máy này máy giá trị, nó dính xương, nó là bảo hành chết luôn á. Anh mới gửi cho em cái số tài khoản của anh Nhân. Em chuyển cho anh Nhân 18.3 giùm anh. Rồi em đi nha, cái gì vậy em nhắn cho. Hello anh em, mình đang đẩy chiếc editor về shop mình.
để sửa lại cái vấn đề sparky của nó. Sẵn mình làm một video hướng dẫn các bạn cách đẩy xe luôn ha. Cái cơ bản là các bạn phải bám sát chiếc xe của mình, bám sát xe đang đẩy nè. Nó thắng thì mình thắng, nó lên thì mình lên, mình chạy như thế nào nó sẽ chạy như cái đó. Cái gác chân mình để đây nè, người mình nghiêng bên phải chút xíu, đừng bao giờ để chân mình lỏng. Nếu mà nó lỏng quá thì các bạn giảm tốc độ thắng lại thì nó sẽ căng cái chân mình ra đó. Những cái tình huống mà khó quá mình buông ra, chạy lên giữ liền. Chủ yếu là cái người mà lái chiếc xe bị hư á là ta lái phải cứng, chứ để mỗi lần các bạn tiếp vô chiếc xe á, ví dụ như là tình huống mình rời xe nè, giờ mình đạp vô xe nè, là tay lái của bạn sẽ rung chút xíu. Bởi vì cái người cầm lái mà xe bị hư á là phải cứng. Và lúc nào chân của bạn phải thẳng hết, chân thẳng thì mình mới có lực mình đẩy nha. Thật ra các bạn cũng phải cần có kinh nghiệm để xử lý tình huống như thế này. Đôi khi người nhà của mình á bị xe ở đường vắng, ở những nơi mà không có tìm sửa xe hoặc là hết xăng gì đó thì mình phải đẩy, nó là bắt buộc ha. Và các bạn sẽ ngại công an đúng không? Thì mình xin chia sẻ là khi mà mình đẩy như vậy á là mình sai luật rồi ha, mình sai, mình phạm luật giao thông rồi. Nhưng mà thường mấy anh cảnh sát giao thông nó sẽ vi vu cho qua những trường hợp này, thì mình đang giúp người chứ mình không có hại người, cho nên là mấy anh sẽ vi vu cho. Vô phải, vô phải, vô 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 thẳng luôn, thẳng luôn. Khi đẩy cái này á, các bạn không phải mỏi chân nha, các bạn phải mỏi cái tay phải của bạn sẽ rất là mỏi. Cái chân các bạn cứ đưa ra mà đẩy thôi, đẩy nhiều nó sẽ quen. Còn kinh nghiệm để chia sẻ thì mình xin chia sẻ một bài kinh nghiệm là lúc nào các bạn cũng phải đi bên ở giữa vậy nè, đó kiểu ở giữa chiếc xe, đừng bao giờ đi song song giống bầy, đừng bao giờ đi song song giống bầy, là khi có xảy ra sự cố á mình không xử lý được. Và phải giữ vững cái nguyên tắc là khi có sự cố bạn sẽ qua bên trái và cái người mà các bạn đang đẩy phải qua bên phải, tránh tình trạng hai xe ôm nhau. Tại mình gặp hết một vụ rồi. Và những tình huống này các bạn cứ bám sát vô người này ha, đừng để họ giác bộ. Rồi xong. Làm số hả? Bóp con, bóp con, bóp con, bóp con, bóp con. Bóp vô rồi, bóp vô đi, bóp vô đi. Bóp đi, cứ bóp đi. Rồi. Rồi tấp vô lại, tấp vô lại. Tại vì hồi đó mình mong muốn là làm hiệp sĩ đường phố các bạn, cho nên những kỹ năng này á mình chủ động mình học rất là nhiều kỹ năng đẩy xe, thậm chí mình đẩy được hai xe luôn các bạn. Mình từng đẩy hai xe rồi, mình đẩy được bên cả bên trái và bên phải, nhưng mà đẩy nhanh á thì mình muốn đẩy bên phải hơn, tại vì mình chủ động đạp số trả số được, tại vì đường này đông quá mình phải trả số và đạp số liên tục. Đó, những tình huống này các bạn bám luôn ha, bạn bám. Bám qua luôn, qua không được thì thôi. Mình cần đẩy một chiếc Sirius chạy với tốc độ 105 trên chiếc gạt này nè, quay phải, quay phải. Quay đi, quay đi. Qua luôn, qua luôn. Lên xuống nhiều á, nếu mà các bạn đẩy một đường thẳng không á thì nó dễ lắm. Còn nếu các bạn cứ nhanh rồi chậm, chậm rồi nhanh á, nó mệt, nó tì cái tay lại đú luôn chết. Vô 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 trong, vô trong. Media của mình cũng máu lắm các bạn. Quá luôn. Thì cố gắng bám sát nhiều á thì các bạn tăng level thôi ha. Có thể nó hơi mỗi tay mỗi chân, nhưng mà sau mỗi chiếc xe các bạn đẩy á, các bạn sẽ được tăng một chút xíu là về cái kinh nghiệm đẩy. Hả? Về chứ tay em hết chút nhích rồi nè. Quẹo luôn, quẹo luôn.
chết mẹ không. Lên là dắt bộ ra đi anh. Lên. Ôi xịt. Xuống xuống. Ừ, để lên. Qua luôn, qua luôn. Ra ngoài xíu, ra ngoài xíu, ra ngoài xíu. Qua luôn. À, giữa việc đẩy bên trái và bên phải á, thì mình khuyên các bạn là nên đẩy bên phải nha. Các bạn đừng đẩy bên trái. Tại vì bên trái á, là cái bên mà các bạn sẽ đạp số và lên số và nhả số. Thì khi các bạn muốn đi nhanh thì bạn đạp số liên tục. Và mỗi lần đạp số các bạn, các bạn phải buông cái chân ra. Rồi các bạn lấy lại cái đà, cái chân mình đạp vô cái xe. Thì nó sẽ bị rất là nguy hiểm ha. Nó có nghĩa là nó nhiều rủi ro thôi chứ không phải là nó nguy hiểm. Rồi khi các bạn đạp bên phải như vậy á thì cái việc trả số lên số bạn rất là nhanh, cái chân các bạn để luôn như này cũng được nữa. Tại vì lúc nào bạn cũng đẩy mà, bạn sẽ co duỗi, ví dụ này là mình thẳng nè. Đây tới đây mình co lại một xíu. Đó, à, thì nó sẽ tối ưu hơn đúng không? Hơn nữa là cái lực chân phải nó sẽ mạnh hơn. Mình sẽ đỡ đuối sức ở đường dài. Và khi các bạn đạp bên phải á là khi xảy ra sự cố á là các bạn đẩy cái người của mình vô bên phải, mình làm chủ được, nghĩa là mình thắng gấp, mình quẹo vô, mà là mình tăng tốc vượt qua chướng ngại vật khi có ngại vật thì nó sẽ dễ hơn. Vô vô. Thật ra mình đuối rồi các bạn, mình đuối cái tay phải mình đuối rồi. Mà khi bạn đẩy bên phải á, thì khi tay phải bạn đuối á, bạn có thể dùng chân phải để cái làm để trụ ha, chân phải để dùng lực đẩy, mà tay phải bạn có thể thả lỏng ra để nghỉ mệt. Nói tới khi mà nó khỏe rồi các bạn sẽ gồng tay lại giữ cho tay lái thẳng. Và chân các bạn đạp và cứ dưới lên ga. Khi bạn lên ga là cái tay lái này nè, nó sẽ quẹo vậy nè. Đó, thì tay của mình nó cần phải giữ cứng cái này. Đó, giữ cứng lại. Oh shit. Mình đuối các bạn. Anh đuối không? Không, bình thường, nếu em đuối vậy. Bình thường nếu em đuối vậy. Mà nếu xe các bạn có chống đổ thì nó còn dễ nữa ha. Chống đổ thường là nó dài hơn cái gác chân một chút xíu và nó cứng cáp hơn cái gác chân một chút xíu, thì nên khi đẩy các bạn có thể đẩy lên vô chống đổ, các bạn đẩy luôn ha. Nó ví dụ như tình huống này, xe này có chống đổ nè, mình sẽ đẩy lên chống đổ, mình đẩy luôn thì cái lực nó nhanh hơn mũi chân của mình đạp lên chống đổ và cái gót chân của mình đụng vô cái gác chân đó, thì nó sẽ lực nó sẽ mạnh hơn ha, sẽ đỡ mỗi chân hơn. Nó nghĩa là nguyên một bàn chân của mình chịu lực cho cả hai cái này thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Các bạn sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng thôi. Còn nhẹ nhàng hơn ít nhiều thì tùy mỗi người ha, tùy cảm nhận của mỗi người. Khi mà có hai cái á, các bạn cũng dễ bắt lại nhịp hơn. Nghĩa là khi các bạn đưa chân vô là ngay đó luôn nè, đưa chân vô cái nè. Đó, ngay đó luôn. Ngay mũi và gót luôn. Thẳng luôn nha, thẳng luôn, thẳng luôn. Quẹo luôn, quẹo luôn, quẹo luôn. Oh, về nhà rồi các bạn. Đó, để che vô luôn nè. Hết rồi các bạn. Hết sức rồi. Lên luôn. Black Fire con này nổ đã ghê các bạn. Lên lâu lâu là nó bóc bóc nghe phê ghê á. Lên lại luôn, lên luôn, lên luôn. Lên luôn. Cố lên. Cố lên, cố lên. Đẩy từ Bình Tân về đây. Má con trụ tay luôn hả? Mày đẩy bằng chân mà trụ tay là sao? Đẩy bằng chân mà tay cũng mỏi chứ mày. Nó bị sao không biết sao nó không bung ra. Bung cái gì? Bung cái này ra nè, nghĩa là nó nhận nè, mà nó không mở được nè. Nó không chịu bung cái bạc ra, nó bung cái gọi là cái gì quên mẹ tên nó rồi. Nó không chịu bung. Có biên. Có biên à? Hả? Có biên không bung. Có biên không nội mày hả? Vô là chi. Bớt lanh lại ha. Má đúng mấy thằng đeo kiến.
đúng với thằng đeo kiến này chứ. Rồi, cứ thế mà trừ dần mỗi tháng nha. 6 tháng.